và hiểu rõ ý nghĩa chân thực của từ trộm cắp trong Phật pháp gọi là không cho mà lấy. Đó đều gọi là trộm cắp. Cũng như người Trung Quốc chúng ta thường gọi là tài vật bất nghĩa. Nếu bạn lấy tài vật bất nghĩa để làm dịch dụng sinh hoạt của bạn thì đây chính là đã phạm điều này. Bạn không nên có được. Bạn muốn chiếm lấy nó, bạn muốn đoạt lấy nó. Đây cũng là nghiệp nhân của thấp hèn. Thứ năm là thiếu nợ tránh né không trả. Thiếu nợ không chịu trả nợ, đời này không chịu trả thì đời sau gặp lại cũng phải trả thôi. Không thể nào tránh được. Điểm này chúng ta nhất định phải biết. Thiếu nợ thì nhất định phải trả, nợ bạc thì phải đền bạc. Nhà Phật nói nhân quả thông ba đời, không phải chỉ có đời này mà thôi. Đời này bạn tránh được, còn đời sau thì sao? Còn đời sau nữa, bất kỳ đời nào gặp lại cũng phải trả. Thiếu bạc phải đền bạc, thiếu tiền phải trả tiền. Từ khi đối phương giác ngộ, chỉ có học Phật mới có thể giác ngộ. Đối phương giác ngộ rồi và nói với bạn, những gì bạn thiếu tôi thì thôi, không cần bạn trả. Bạn thiếu nợ mạng cũng không cần bạn trả, dứt hết rồi. Vậy mới được. Nếu như không gặp người giác ngộ, họ niệm niệm để ở trong tâm đến đòi nợ đòi mạng, vậy thì không còn cách gì. Trong ghi chép của nhà Phật có câu chuyện Đại sư An Thế Cao Triệu Hán Tuyển Ký An Thế Cao trong Cao Tăng Truyện quyển 1 nói rằng Ngài đến Trung Quốc 2 lần để đền mạng. Trong đời quá khứ Ngài đã ngộ sát 2 mạng người. Đời này đến để đền mạng cho 2 người ấy. 2 lần đền mạng này cũng là bị ngộ sát. Ngài vô ý giết người ta, người ta cũng vô ý giết Ngài. Tuy là Bồ Tát thị hiện để nói cho chúng ta biết, thành Phật rồi, thành Bồ Tát rồi, cũng không có cách gì khác, vẫn phải đền mạng. Thiếu tiền vẫn phải trả tiền, nợ mạng vẫn phải đền mạng. Không thể nói bạn thành Phật thành Bồ Tát rồi thì có thể không trả, không có đạo lý này. Nếu vậy thì luật nhân quả sẽ bị lật đổ. Thành Phật thành Bồ Tát cũng không tránh khỏi, huống hồ là phạm phu chúng ta. Phạm phu khi trả nợ đền mạng không cam tâm, không cam tâm tình nguyện thì phiền phức sẽ lớn, trả tới trả lui dây dưa không dứt thì sẽ rắc rối lớn lắm. Cứ đòi nợ trả nợ đòi mạng đền mạng không bao giờ dứt, đời đời kiếp kiếp đều làm việc này, khổ không nắm nổi. Phật Bồ Tát tốt hơn ở chỗ nào? Họ đều rõ ràng tường tận, vì họ có chút mạng thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông. Các ngài thấy rõ nhân duyên từ trước rõ ràng, cho nên các ngài trả từng món nợ, trả hết sạch, sau này không còn nữa. Các ngài là cam tâm tình nguyện trả. Vì người ta giết cũng là cam tâm tình nguyện, tuyệt không có tâm trả thù, nợ nần đến đây chấm dứt. Phàm phu thì món nợ này không chấm dứt, nghĩa là không cam tâm, không tình nguyện, vẫn còn tâm niệm trả thù. Kết quán đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt được, đáng sợ vô cùng. Nếu các bạn hiểu được những sự tướng này một cách cặn kẽ thì sau đó bạn mới biết tại sao phải tôn kính Tam Bảo, tại sao công đức lợi ích của Tam Bảo lớn đến như vậy, bạn mới có thể hiểu được đôi chút. Chỉ có Tam Bảo mới có thể thực sự giải quyết được vấn đề cho chúng ta. Những vấn đề nhiều đời nhiều kiếp không thể giải quyết, nhưng
khi gặp được Phật pháp đều có thể giải quyết. Đây là việc bất kỳ pháp môn nào trong thế gian cũng không làm được. Chúng ta biết được chính mình đang trong cảnh bần cùng hạ tiện, ở trong địa vị này, biết được đây là chính mình trong đời quá khứ tạo ác nghiệp nên chiêu cảm quả báo này. Hiểu được đạo lý này, hiểu được sự thật thì sẽ có phương pháp để cứu giải. Phương pháp cứu giải là sám hối, biết được nghiệp đời trước. Đây tức là bạn hiểu rõ. Muốn biết được nghiệp đời trước mà không nhờ Phật pháp thì không thể được.